Kính thưa quý vị thân mến, để tiếp theo chương trình đọc lại giảng xưa của ông sư Giải Bán Khoai, Sấm Giảng Người Đời. Tiếp theo là cuốn thứ 7. Chương trình diễn âm này sẽ do tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện. Ngô Công Chức thành kính phụng ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn nhớ lại ngồi buồn, mấy lời Phật biểu đôi chương ghi vào. Thương thay trận hạ xiết bao, cứ đem chuyện dở chất cao như thành. Lượng thần biên chép đành rành, tội dư trăm tội ai xin đằng nào. Nhiều người thật rất hùng hào, chẳng kể đầu bạc tôi cao chút nào. Am dân thì lại ít giàu, cho nên mắt phải lao đao nhiều bài. Thấy ai tu niệm cười chơi, thầy hai dạy dội khỏi bề gian. Ngạc đời nói việc gì đoan, rủ nhau dụm miệng ngỡ ngang chơi cười. Cười một mà khóc tới mùi, sao không suy xét vui chi bỡ người. Tôi nói chân có đất trời, ngạo cười đỏ cửa thứ mười. Dân ơi, ngừng than chẳng có thấu trời, xa vào hắc ám biết ngày nào ra. Xưa kia cha mẹ ông bà ở cõi trần hạ, hay là ở đâu? Thuở xưa sao chục bạc đầu, đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều. Có ăn lại ở hành kiêu, nói mình bá hộ khi chơi kẻ nghèo. Sang giàu như bọt như bèo, nghèo mà tu niệm như kèo lòng xưa. Dầu cho sớm nắng tối mưa, cũng là khó thăm nước vô tới kèo. Lung lăng khác thời như bèo, nay dội mai dình treo leo bên bờ. Tu hành nào có bơ vơ, cũng như tầm nhọng có tơ bao ngoài. Ở trong nhân
chi loài chân gái. Ác nhân mất quả mất tay, nói cho hung ác luận bàn cười chơi. Người lành khác thời với mai, lùng lặng khác thời như trái dày. Mai và bóng lá tốt tươi, mai non khô héo tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trông, tu hành nào có mang gông bao giờ. Ấy tài như đám hung nô, bị tài nhân quý tôm thâu cơ đồ. Quyền cao bằng lê đạo tông, làm tài trình tuế mạng giống tại chùa. Châu xương tài sức không vừa, mắt mưu hoàng thánh phải theo phục tùng. Sơ độ tài phép không cùng, bị tài thúc bảo gợi mà thời nhi. Thành đô tại gã ai bầy, mắt tại nguồn ba thác thầy ra ma. Dương phạm nào khác na cha, còn làm lời thầy quá mà tiếc cương. Trung thần là triệu khắc thường, giáng thần vừa diệt thiên dương miểu thờ. Tước quyền trịnh thể nam dương, bị nàng hàng thể một giờ thác qua. Long dương ở cõi hải giang, khi người thầy bối nên chàng dòng thân. Quyền trang tam tạng tu cần, 81 nạn mà không lụy. Trần hâm là đứa bạc tình, thời sao mắc phải thiên đình sở phong. Giống tiên mắt nàng mấy lần, ngày sau người đặng ấn dòng trì dân. Nguyệt nga trên tiết liều thân, giang nàng xa cởi trong gái nhiều bài. Sao nàng chánh hậu hoàng thế, trung trình tiết hành ai chơi bao giờ. Lang tâm như mộ diên,
hát rồi tiếng đời nhớp nhớ đời đời. Dầu ai có dội dối đời, trần gian không rõ Phật trời cùng hai. Trụ dương tổ sắc mê sai, nhà thương mất nước quân thần tan quan. Gái như nàng gió thầy lan, chế tiền bóng quang sao nàng lại đuôi. Lan châu vô thiệt là cùi, hết cơn đại đọa sao ngồi bao ngôi. Dinh sang họ ta chẳng rồi, sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân? Tu hành dở lấy nghĩa nhân, mấy đời có đọa tổ tông của mình. Tham gian hung ác bất minh, hết tài tới quả, hết tình tới tàn. Cái sao cho hết vậy mà kinh này nói tích ai dùng thời coi. Mặc tình già trẻ xét soi, chớ tội đâu có đồ nồi rút ra. Mấy bài của Phật cho ta, chớ đâu nào có sai hoa đâu mà. Cũng nhờ Đức Phật Di Đà truyền giáo trần thế trẻ già luận xem. Tu hành như thời cái đèn, lung lăng khác thời buộc chén kẹt rào. Thiện ác Phật đã truyền giao, mặc tình thiên hạ ai nào biết cơ đâu. Ở đời đắng cá quên câu, được chim bẻ ná được cầu quên cây. Thân tôi như thời bị đài, bốn phương thiên hạ đông tay tới hoài. Phật cho dạy muôn một bài, cuộc đời tôi có ép này chi ai. Tôi thời có Phật Như Lai, mặc tình thiên hạ dành ai thì dành. Chớ tôi không giật không dành, sao lại nhiều kẻ tranh hành với tôi? Ai ai cũng ở trong trời, phần ai nấy hưởng ngao đời.
làm chi khoe mình tài trí tiên tri, sao mà theo ngạo cười chế sĩ hiền. Khổ đoạn lại khổ đoạn trường, thấy đời kiêu ngạo mà buồn lắm thay. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, chứng minh trần thế thuở này bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.